Buka và Kim Tuấn Kiệt hé lộ số tiền mừng cưới khủng mà anh Trường Giang tặng cho hai vợ chồng. Mới đây, sau hôn lễ chính thức đã hoàn thành, cặp đôi Buka Kim Tuấn Kiệt đã lên tiếng cảm ơn bạn bè và người thân đã giúp đỡ gia đình thực hiện xong nghi thức đám cưới để hai vợ chồng chính thức về chung nhà. Đáng chú ý, vợ chồng Buka cảm ơn sâu sắc đến Trường Giang, người đã luôn ủng hộ Buka và Kim Tuấn Kiệt từ ngày đầu quen nhau. Anh luôn động viên và giúp đỡ mỗi khi cả hai có chuyện hiểu lầm hay giận hờn nhau. Anh luôn chủ động giúp hai vợ chồng làm hòa, có một người anh như thế thật tuyệt vời. Đồng thời, Buka cũng cảm ơn số tiền mà Trường Giang mừng cho hai vợ chồng, đó là 10.000 đô la, tương đương 240 triệu đồng, và hơn 2 cây vàng. Buka cho biết cô rất xúc động với tình cảm anh Giang dành cho vợ chồng. Anh giúp đỡ vợ chồng từ lúc vào nghề tới lúc về chung nhà như ngày hôm nay, ít người được như thế. Trước đó, khi đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt diễn ra trên bãi biển Cam Ranh, đám cưới diễn ra với sự hiện diện của đông đảo bạn bè, anh em đồng nghiệp thân thiết. Đảm nhận vai trò MC, Đại Nghĩa tiết lộ Trường Giang là người đồng hành trên chặng đường tình yêu của cặp đôi. Phát biểu tại đám cưới, Trường Giang dành lời cảm ơn tới những vị khách đã vượt đường xá tới hôn lễ. Trường Giang thừa nhận dù là tiệc cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt, nhưng bản thân anh còn mệt hơn chính đám cưới của mình. Theo tiết lộ, Buka và Kim Tuấn Kiệt gọi Trường Giang bằng ba. Tôi không dám chia sẻ nhiều về hạnh phúc hôn nhân. Với nhiều người, hạnh phúc là phải có tất cả mọi thứ. Nhưng với tôi thì nó nằm ở chữ không, không tai họa, không ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã. Chữ có chỉ để khán giả nhìn vào, còn chữ không thì giữ lại cho mình. Có ba điều để giữ gìn hạnh phúc gia đình là lắng nghe, chia sẻ và tha thứ, anh nói. Nam nghệ sĩ thừa nhận trước khi lấy vợ cũng rất quậy, tuy nhiên từ khi có gia đình, hai từ trách nhiệm đã vượt lên mọi thứ. Ba mong muốn các con sẽ có một gia đình hạnh phúc để khán giả và đồng nghiệp tự hào. Khi có sự cãi vã nhen nhóm, hãy nghĩ tới đám cưới ngày hôm nay, anh nhắn nhủ cặp đôi. Trước đó, Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn trong đám hỏi của Buka và Kim Tuấn Kiệt vào hôm 1 tháng 11. Trong nhiều chương trình, nam MC cũng là người liên tục đẩy thuyền cũng như trêu chọc khi bộ đôi giấu kín chuyện tình cảm. Trong đời sống, chồng Nhã Phương cũng thường xuyên dành cho cô lời khuyên nên mối quan hệ của cả hai gắn bó hơn. Trực tiếp đám cưới Buka và Kim Tuấn Kiệt ở Đồng Tháp. Chỉ còn ít giờ nữa, đám cưới mang đậm nét miền Tây của Buka và Kim Tuấn Kiệt diễn ra tại Đồng Tháp, quê nhà Buka. Vài ngày trước hôn lễ, vợ chồng nữ diễn viên đã có mặt ở nhà để cùng người thân chuẩn bị chu toàn. Sau hai hôn lễ tại Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, Buka và Kim Tuấn Kiệt tiếp tục có thêm đám cưới hoành tráng tại Đồng Tháp, quê nhà Buka. Vợ chồng của nữ diễn viên đã có mặt ở nhà để cùng người thân chuẩn bị. Mới đây trên mạng xã hội TikTok lan truyền những hình ảnh đầu tiên của không gian tiệc cưới. Theo đơn vị thi công bối cảnh, từ tối 14 tháng 11 công tác lắp dạp cưới đã bắt đầu. Không gian tiệc của cặp đôi được làm thủ công bằng lá dừa, hoa tươi mang đúng nét đặc trưng địa phương. Còn trên trang cá nhân của mình, Buka hào hứng khoe, gia đình chuẩn bị nồi thịt kho trứng siêu to khổng lồ. Kim Tuấn Kiệt bất ngờ cảm thán, ui, khi thấy món đuông dừa ở quê vợ mình. Hàng loạt nghệ sĩ Lê Nhân, Duy Khánh, Minh Dự xác nhận tham dự lễ cưới của cặp đôi này tại Đồng Tháp. Phía ekip Kim Tuấn Kiệt và Buka cũng đã đưa ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực giúp hôn lễ diễn ra suôn sẻ hơn. Lê Dương Bảo Lâm còn đảm nhận vai trò MC, nhưng hiện anh còn chưa nhận được kịch bản để luyện tập. Nên réo tên cô dâu. Mai đám cưới làm MC mà Buka kêu gửi kịch bản không gửi. Rồi Mai ú a ú ớ đừng chửi Diệu Lâm trên show vấp váp vui chứ đám mà vấp váp chắc sụng nụ. Mong ai đó kiếm Buka gửi kịch bản cho Diệu Lâm dùm. Buka khóa máy rồi. Chia sẻ với truyền thông, Buka Kim Tuấn Kiệt cũng lên tiếng chia sẻ lý do phải tổ chức đám cưới ở ba nơi. Lúc đầu Buka không nghĩ làm nhiều đến như vậy đâu. Nhưng do lịch trình ngày lành tháng tốt cho đám cưới rồi mỗi nơi phải chuẩn bị khác nhau nên thành ra kéo dài. Lúc đầu Buka rất thích tổ chức một đám cưới ngoài biển. Đám cưới là sự kiện trọng đại mà. Đời con gái chỉ có một lần nên mình phải ưu tiên điều mình thích chứ. Thì Buka có chia sẻ với Jin và cả hai quyết định tổ chức một đám cưới ở biển để chung vui với gia đình, bạn bè và những anh chị em đã đồng hành cùng hai đứa trong suốt 4 năm qua. Còn buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh là buổi tiệc ở nhà trai. Anh Jin là con trai một trong nhà nên bắt buộc phải có một đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh để họ hàng đến chúc phúc. Còn Buka cũng là con gái được cả họ trông mong lấy chồng nên không thể bỏ lỡ ngày cưới dưới quê Đồng Tháp. Nhờ như vậy mà có ba nơi. Thật ra như vậy có hơi mệt và đuối cho mình lẫn khách mời luôn. Lúc đầu Buka nghĩ mọi người sẽ đi một lần thôi, tại vì ngay cả mình mà còn thấy phiền mà. Thật sự rất ngại vì mời bạn bè đi cưới đến 3 lần, nhưng cuối cùng lại không nghĩ được mọi người yêu thương đi đám cưới nhiệt tình đến như vậy. Có người đi đến tận 3 nơi nữa. Diệp Tiên phản ứng bất ngờ khi hay tin Buka cưới Kim Tuấn Kiệt, lời tâm sự lúc chia tay hot trở lại. Trước khi cưới Kim Tuấn Kiệt, Buka từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên đạo diễn Diệp Tiên. Song đến năm 2019 họ quyết định chia tay. Đến nay khi Buka đám cưới, tình cũ lại chẳng hề có động thái chúc mừng như anh từng chia sẻ. Buka, Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là nữ diễn viên hoạt động nổi bật của sân khấu thế giới trẻ. Cô được yêu thích bởi sự hoạt ngôn, lối diễn duyên dáng hài hước.
Vài năm trở lại đây, Puka trở thành gương mặt quen thuộc trên các game show truyền hình như Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Chạy Đi Chờ Chi, Cười Xuyên Việt. Cô cũng góp mặt trong một số phim truyền hình như Cô Thắm Về Làng, Gạo Nếp Gạo Tẻ. Về đời tư, Puka từng trải qua mối tình lâu năm với đạo diễn Diệp Tiên. Sau chia tay, cô vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí sống chung với Jin Tuấn Kiệt. Mãi đến gần đây, cặp đôi mới công khai yêu nhau và tổ chức đám cưới. Giữa lúc lễ cưới đang diễn ra rầm rộ, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng tò mò về thái độ Diệp Tiên dành cho tình cũ. Kể từ sau khi sang Mỹ định cư, đạo diễn Diệp Tiên vô cùng kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ điều gì về cuộc sống mới lên mạng xã hội. Chỉ vài lần hiếm hoi, hình ảnh của Diệp Tiên được đăng tải lên mạng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, người quen là các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. So với hình ảnh trước đây, Diệp Tiên càng lúc càng mũm mĩm hơn, nhưng vẫn giữ phong cách ăn mặc đơn giản. Về thông tin Puka kết hôn, Diệp Tiên không đưa ra bất cứ động thái nào, anh chàng phớt lờ đám cưới của tình cũ. Trên trang cá nhân, anh cũng không chia sẻ thêm điều gì ngoài các tác phẩm mà anh làm đạo diễn cho một trung tâm ban nhạc và một vài nghệ sĩ thân thiết. Còn nhớ lúc thông báo chia tay, Diệp Tiên từng đăng tải bài viết dài nói về tình cũ một cách trân trọng. Anh viết, thật sự chúng tôi đã chia tay lâu rồi vì có nhiều chuyện không cùng một hướng, nhưng tôi luôn mong út thơ Puka sẽ gặp một ai đó xứng đáng với Puka hơn tôi. Tôi và Puka lâu lâu nhắn tin hỏi thăm động viên nhau ở mức tình bạn và chúng tôi vui vì điều đó. Sự nghiệp và cuộc sống gia đình của Puka là ở đây, còn tôi phải chuẩn bị sang Mỹ với gia đình và đó mới chính là cuộc sống của tôi. Bắt đầu cuộc sống mới thực sự nó không hề đơn giản, tôi phải mất rất nhiều năm để vừa học vừa làm. Và tôi chỉ mong ước một ngày nào đó trở về Việt Nam để làm phim khi học xong đạo diễn hình ảnh. Nói nghe thì dễ lắm, nhưng làm được hay không là cả một vấn đề. Vì không ai biết trước được ngày mai bạn sẽ thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức trong những gì mà tôi đã làm trong nghề đạo diễn. Puka sẽ tiếp tục thành công và hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng có được điều đó. Còn tôi sẽ cố gắng làm tốt những dự án còn lại mà tôi đã ký hợp đồng trước khi sang Mỹ. Tôi xa gia đình quá lâu rồi và lúc này tôi chỉ mong sớm trở về với gia đình. Hạnh phúc Puka nhé, cảm ơn em vì đã yêu một chàng mập như anh. Về phía Puka, thời điểm đó cô chia sẻ, dù chia tay thì quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, nhưng không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai thôi. Theo Puka, chia tay vì bất đồng quan điểm từ hai phía là vấn đề muôn thuở của những người yêu nhau, nhưng với chuyện tình của cô và Diệp Tiên, lý do này chỉ là một yếu tố nhỏ, nguyên nhân cụ thể khiến cả hai quyết định chia tay sau 3 năm gắn bó. Nữ diễn viên xin phép được giữ kín cho riêng mình vì mọi chuyện cũng đã kết thúc, tìm ra lý do cũng chẳng giải quyết được gì. Đối với Puka, trong tình yêu, hết duyên thì đường ai nấy đi và cô không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cô và Diệp Tiên từng nói chuyện với nhau nhưng không giải quyết được mâu thuẫn. Puka khẳng định chuyện tình yêu tan vỡ với Diệp Tiên không làm ảnh hưởng đến công việc, vì từ trước đến nay, cả hai đều không hợp tác chung một dự án hay công việc nào. Họ không can thiệp vào công việc của đối phương, nên dù tình cảm có xảy ra vấn đề, công việc vẫn bình thường. Jin Tuấn Kiệt đã may 6 bộ trang phục cho 3 đám cưới. Đám cưới của các cặp đôi nổi tiếng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong tháng 11. Đặc biệt, hôn lễ của Puka Jin Tuấn Kiệt thu hút sự chú ý khi được tổ chức trong nhiều ngày tại các địa điểm khác nhau. Sau hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây cặp đôi tiếp tục làm đám cưới ở Đồng Tháp. Không chỉ cô dâu, chú rể cũng chịu khó thay đổi trang phục, không mặc lặp lại. Jin may tất cả 6 bộ cho đám cưới ở 3 nơi, bao gồm chụp hình cưới trước đó. Mong muốn của anh là hướng đến sự sang trọng, lịch lãm mà thoải mái. Tại buổi lễ hôn phối diễn ra ở nhà thờ, Jin Tuấn Kiệt diện xui trắng đen đồng điệu với cô dâu, ve áo kiểu pick lap tan ở Việt Nam thường gọi là ve sách, giúp anh thể hiện sự cổ điển đứng đắn và phù hợp với không khí trang trọng. Trước đó tại lễ cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, Jin Tuấn Kiệt khoác lên mình bộ sui đen lịch lãm có điểm nhấn là phần cặp cao có chất liệu sa tanh bóng. Chi tiết ve trơn khi kết hợp với chiếc nơ đồng điệu khiến người mặc cạn đảm bảo vẻ sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung. Theo chia sẻ của nhà thiết kế, chất liệu vải là yếu tố được cân nhắc kỹ nhất trong quá trình hoàn thiện bộ sui này, không phải đen, trơn hay nhung. Vải phải có texture là chất liệu được lựa chọn. Độ vừa vặn là yếu tố quan trọng nhất để giúp tôn dáng cho chú rể. Bộ sui được đảm bảo không quá chật hay rộng để tôn được thân hình và chiều cao cho người mặc. Kể từ khi đám cưới đầu tiên được tổ chức tại bãi biển ở Cam Ranh, Khánh Hòa, Jin Tuấn Kiệt đã gây chú ý với bộ sui 3 mảnh tông hồng pastel. Đây là bộ sui được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất. Không ít người cho rằng vẻ ngoài của Jin Tuấn Kiệt khiến họ bất ngờ, bởi trước đó họ chưa từng thấy anh chàng chọn tông màu này cho ngày trọng đại. Thậm chí khi chưa bước lên lễ đường, Puka cũng tỏ ra ngạc nhiên với bộ đồ của chồng mình. Đại diện thương hiệu tiết lộ bộ sui hồng được giữ kín tuyệt đối đến phút cuối với Puka, bởi đây là bộ xuất hiện trong lễ cưới đầu tiên. Chú rể muốn giữ làm first look, cái nhìn đầu tiên cho cô dâu. Thoát khỏi những khuôn khổ, quan điểm cổ điển, Jin Tuấn Kiệt cho thấy sự phá cách khi chọn bộ sui này. Đặc biệt, sắc hồng cũng là tông màu yêu thích của Puka. Chú rể do đó đã không ngại thể hiện sự quan tâm, cưng chiều đến người bạn đời. Nhà thiết kế mất một tháng để lên ý tưởng, lựa chọn màu sắc và chất liệu cho mỗi bộ trang phục. Trong một tháng tiếp theo, quá trình may đo được thực hiện cho đến thành phẩm,
Chú rể đã cùng hội ý đưa ra ý tưởng về những bộ xuôi. Hiện tại trang phục cho đám cưới ở Đồng Tháp vẫn được giữ kín.